Xin chào cô chú, anh chị em và các bạn. Hôm nay tụi mình sẽ cùng với nhau đi xem một cái bài ngữ pháp nữa là cái regular và irregular verbs. Thì nói là học quy tắc ngữ pháp nhưng mà thực ra cách của mình dạy mọi người vẫn là thiên hướng về giao tiếp, vẫn là tìm hiểu nghĩa của câu và vẫn phải đọc lên để chỉnh phát âm như bình thường, không có gì khác so với học từ vựng hết. Bởi vì sao? Nếu mình không làm như vậy, mình chỉ học chăm chăm vào ngữ pháp, cái dấu hiệu nhận biết không thôi, thì sau khi mọi người học xong sẽ không động lại được cái ý nghĩa gì hết, để khi nói mình cũng không nhớ ra câu nào cả. Thôi thì mình sẽ chọn cách là cho mọi người học và nói quen một số câu nhất định, còn hơn là biết làm bài tập chi thì gì đó vân vân nhưng lại không hiểu nghĩa thì cũng như không, đúng không? Và mình khuyến khích là cho dù học kỹ năng nghe nói đọc viết gì thì cũng nên đọc bằng miệng, đọc thành tiếng để cho cái đầu của mình nó tập trung hơn, cái não của mình nó suy nghĩ về cái mình mới nói, và cái lỗ tai nó tập nghe cho nó quen và cái miệng nó cũng nói quen, để khi á có thể bây giờ mọi người học cơ bản thì chưa có nói với ai được, chỉ nói với bản thân mình thôi, nhưng mà khi mình lỡ có trường hợp đó mình được nói thì mình sẽ bị cứng miệng, đúng không? Hoặc học cao hơn hoặc đi học trung tâm gì đó mà mọi người trước đó chưa có đọc thì chắc chắn không quen và rất là khó để nói. Mình phải nói chính bản thân mình nghe, có ghê chăng nữa thì mình nghe trước, mình sửa rồi cho người khác nghe chứ, đúng không? Thì nó mới hợp lý, chứ mình hồi đó giờ không có nói gì hết, sao dám ra nói cho người ta nghe. Nên luôn luôn phải đọc, có cái gì cũng phải đọc lên, giống như Trinh chỉ cho mọi người học là Trinh cũng đọc lên hết, đọc đi đọc lại cái này cái kia cái nọ, chỉ đọc cái này cái kia thì mọi người cũng lúc đó đọc theo luôn thì mới là hiệu quả, chứ không phải ngồi học video thì chỉ ngồi coi thôi là cũng không có hiệu quả nha. Rồi tiếp nào, mình sẽ nói về cái regular và irregular thì mình dịch ở đây cho mọi người coi thôi, không thuộc cái này cũng không sao hết á, mình chỉ biết là quy tắc và bất quy tắc. Có nghĩa là gì? Quy tắc tức là nó theo quy tắc bình thường, nó không có bị bất thường. Chứ bình thường mình bị gì ta? Bình thường đó. Rồi bên đây là nó bất thường nè, hay là nó đặc biệt á, nó đặc biệt hơn mấy cái khác. À, coi bữa nay là xổ số bình thường hay xổ số đặc biệt nha. Đây là regular là bình thường, có nghĩa là gì? Khi mà mình dùng quá khứ hoặc là cái hoàn thành hoặc là cái dạng bị động á thì mình sẽ phải thêm cái đi vào, như clean là làm sạch, dọn dẹp, thì cleaned là đã làm sạch, đã dọn dẹp. Live là sống, lived thêm đi vào sẽ là đã sinh sống. Mọi người thấy cách đọc không? Không đọc là cleaned đâu nha, đọc là cleaned và lived, được chưa? Còn đây paint thêm đi vào đọc là painted. Chữ này đọc là painted nha, tại vì nó tận cùng là tờ, chỉ có hai chữ mình được nói thôi. Thứ nhất, tận cùng của cái chữ mà mình chưa thêm á nó là tờ, thứ hai là đờ thì mình sẽ nói qua, còn hai cái kia thì không phải tờ với đờ, thì sẽ đọc theo cách của Trinh chỉ nha. Rồi painted, paint là sơn, painted là đã sơn cái ngôi nhà, hoặc là ngôi nhà đã được sơn, hoặc là dùng theo kiểu bị động. Tiếp nữa, study là học hành bình thường, đúng không? Là mình chỉ nói về cái công việc là ngồi học thôi. Còn studied là thêm đi, nghĩa là đã học rồi nha. Thì cái từ mà không có thêm gì hết người ta kêu là từ nguyên mẫu nè đó, nguyên mẫu tức là nó bình thường thôi, nó chưa có được thay đổi gì hết, là nguyên mẫu. Thì muốn nhớ lại những cái bài nói đâu thì là bài số 11 nha. Bài 11 quá khứ đơn, I cleaned my shoes yesterday, đó, tôi làm sạch đôi giày tôi ngày hôm qua. Ví dụ điển hình, nó lấy lại những ví dụ cũ, mọi người nhớ không? Tiếp, Charlie studied engineering at university. Anh Charlie này đã học về kỹ sư ở đại học, anh này lấy bằng kỹ sư. Rồi tiếp, past participle là cái gì? Là cái thì hoàn thành. Hoàn thành là cái thì học lâu nhất trên cuộc đời, thì bữa giờ mới học là 15 tới 18. Một mình nó không là 4 bài, 15, 16, 17, 18 luôn. Và sau đó cũng nó cũng còn luôn. Nên là I have cleaned my shoes, tôi đã làm sạch đôi giày của tôi rồi. Nó khác với trên đây không? Nó có chữ have. Tại vì trên đây là có ngày hôm qua nè. Đó, nhắc lại mọi người nhớ. Ai chưa nhớ, tới đây thấy trống rỗng, lật lại, 11 học lại, 15, 18 học lại. Quên thì học lại, đâu có làm sao. Còn không quên, giỏi quá, đi tiếp. Jane has lived in London for 10 years. Này cũng tương tự, Jane has lived là đã sống ở London được 10 năm rồi. Đó, 10 năm lận, cho nên là 10 năm, for 10 years, cũng là hoàn thành. Ở London được 10 năm rồi. Thấy á, tiếp theo passive, bị động. Bị động thì phải có to be và có một cái cột 3. Ok, thì là unit 21 tới 22, 21, 22 rồi nha. Đây, these rooms are cleaned every day. Đây, cái ví dụ điển hình. Trời ơi, ví dụ ta nói quốc dân luôn. Những cái phòng này đã được dọn mỗi ngày. My car has been repaired.
repaired, sửa. Cái xe của tôi đang được sửa, nó đã được sửa chứ nó động đang mà đang đã được sửa rồi, tức là bây giờ nó chạy được chưa? Chạy được rồi. My car has been repaired. Đó, thì có quy tắc là thêm ed vào, không cần phải suy nghĩ nữa, chỉ cần suy nghĩ cách đọc thôi. Tức là cái nào có tờ với đờ đọc là it ra, như là painted. Rồi need chỉ cần needed, và chữ want là wanted, vậy đó. Còn những trường hợp còn lại các bạn đọc d hoặc là t, hai kiểu đọc nhưng mà nó hơi giống nhau, cho nên cứ đọc là repaired hay là cleaned gì đó là được rồi, được chưa? Còn muốn, ai muốn mà nó kỹ hơn nữa về phần này thì mọi người có thể search cái cách là phát âm SS, hoặc là lát nữa mình sẽ, ai muốn biết về này comment xuống bình luận ở dưới, mình sẽ để lại cái link mình có dạy cái bài cách phát âm này rồi, chung với lại phát âm tất cả mọi thứ SS là luôn nha. Rồi tới irregular verb. Irregular là gì? Những thứ mà không thêm ed vô được. Tại vì sao? Tại vì nó đặc biệt. Thì ở đây mình sẽ dùng cái quyển sách này trang 240. Ok, ở đây 240 thì nó sẽ có một cái bảng. Động từ nào mà rơi vào cái bảng này thì nó sẽ không được thêm ed như bình thường. Vậy thì có nghĩa là phải học thuộc cái bảng này nha. Ok, trước mắt thì mọi người đừng có ôm cái bảng này học thuộc không. Chán và nó không có công dụng gì tốt cả. Kiểu như mỗi ngày lấy ra coi mặt cho nhớ mặt thì được, để ai mà đi thi hay gì thì cần. Còn lại là mình làm gì? Mình làm bài tập, mình tập nói, mình để cái bảng này kế bên để mình tra, thì mình sẽ nhớ lâu hơn là học chay một cái bảng này không thôi. Nói lại, cái bảng này để in ra, để kế bên, cho dù bạn không in cuốn sách này thì bạn cũng nên in cái bảng này thôi, gọi là chép. Nhưng mà thôi, chép sợ các bạn chép sai, các bạn sẽ học sai đó. In cái bảng này ra để kế bên, để làm bài tập, để nói đó, thì mình sẽ để hoài vậy luôn á mọi người, cho nó quen, giống như bảng hàng đẳng thức, giống như bảng tuần hoàn khóa học rồi vậy đó. Rồi cái bảng để đây nha, lát nữa có gì tra. Rồi mấy bạn cơ bản có nghe kịp không? Thì là cái bảng đặc biệt nè, đó, sổ số đặc biệt có vô đây không? Thì nó cũng dễ tra mọi người. Nếu mà mọi người biết tra từ điển, tra bảng alphabet, alphabet, ok là ABC á, thì nó theo thứ tự hết à, dễ tra lắm, không khó nha, có mấy chữ hả mọi người. Tiếp theo, irregular là những chữ không thêm đi được, thì mọi người sẽ hồi nữa mọi người dò những cái chữ mà người ta nói phần này nè, nó nằm hết trong cái bảng này, không có chữ nào nào nằm ngoài đâu. Ví dụ đây nha, mình có là make là làm cái gì đó đúng không, đã làm là made, rồi dạng cột 3 bị động sẽ là made luôn, it was made chẳng hạn. Break sở thành là broke và broken. Cut, cut, cut thì cái này nó đặc biệt giống nhau đó. Mỗi đứa nó sẽ biến thành mỗi thứ khác nhau. Nhưng thực ra trong cái bảng này nó là bất quy tắc, nhưng nó cũng có những cái có quy tắc. Lát nữa mình sẽ chỉ, mình sẽ đi qua hết cái bảng này cho mọi người coi nha. Rồi make, made, ok. Rồi find trở thành found, buy trở thành bought, cut thành cut. Ừ, có những thứ đổi thành nãy kia nọ ha. Ví dụ như là I made a cake yesterday, tôi đã làm cái bánh ngày hôm qua. I have made some coffee, tôi đã làm xong một ít cà phê rồi. Thì ở trên là đã làm ngày hôm qua, nó kết thúc luôn rồi, dùng chữ make quá khứ thôi. Còn cái hai là hoàn thành đúng không? Thì nói chung công dụng công thức thì nó giống như cái ở trên đây, đúng như nè. Chỉ có điều bây giờ nó không được thêm đi bình thường, mà nó phải đổi thành cái chữ khác, cho nên là mệt chỗ này thôi ha. Sai là sai chỗ này thôi, chứ ngoài ra không có gì nữa hết á. Về ngữ nghĩa thì mình cũng dịch giống vậy à. Butter is made from milk. Bơ thì được làm từ sữa nè. Đó, được làm bị động cũng là made đổi thành này luôn. Rồi tiếp theo ví dụ như là break, broke, broken, no, new đổi thành no nè. Rồi begin, began đổi thành begin nữa nè. Đó, go, went, gone nè. Tức là ba ở trên là nó khác nhau. Bây giờ nó khác nữa, đúng không? Somebody broke this window last night. Ai đó đã làm vỡ cửa sổ này tối qua thì đổi thành chữ broke. Nhưng mà muốn hoàn thành thì là somebody has broken this window, thì cái này là cũng là đã làm bể cửa sổ, nhưng mà không biết thời gian, không đề cập tới thời gian, chỉ biết là giờ cái cửa nó banh ta lông rồi. Cái nữa, this window was broken last night, là cái cửa này bị làm vỡ vào tối qua, tức là nó đã bị tác động chứ không phải tự nhiên nó bể, ý là vậy, bị động. Rồi thì nếu mà không nhớ các thì này thì học lại, còn bữa nay mình chỉ đi thẳng vào cái bảng này thôi và coi mọi người làm. Đó, đây là người ta dò, kêu mình là chủ yếu bài này dò bài là chính, cho nên là đấy, để cái bảng kế bên, mình không có bắt mọi người thuộc bảng này liền,
quên hoài à, cho nên cứ để cái bảng đó, photo ra 2 bảng, 5 bảng, 3 bảng, 10 bảng gì đó để ở góc nhà, mỗi cái dán một cái để coi. Thiệt, cái này là nói thiệt chứ không phải nói giỡn luôn á nha, là hồi trước trên có nhiều cái bảng này lắm, mỗi quyển sách ngữ pháp hay gì đó mình học là nó đều có cái bảng ở sau lưng, đa số sách nào cũng có hết trơn á, sách giao tiếp cũng có luôn, cho nên là cứ bứt cái bảng nó ra hoặc là photo cái bảng này ra rồi đem theo trong người, cứ đi học môn văn là mình sẽ đem cái bảng này theo thôi, không cần biết ngày hôm đó học cái gì mình cũng có cái bảng này. Bởi vì sao, những cấu trúc này nó rất là phổ biến, quá khứ, hoàn thành và bị động là ba cái bỏ túi ha, học từ lớp 9 trở lên là kiểu gì nó cũng sẽ xuất hiện đi xuất hiện lại, không có thiếu đâu mà lo. Bây giờ chúng ta sẽ đi theo đi vô cái bảng động từ bất quy tắc này để coi nó bất quy tắc tới như thế nào. Thực ra là nó cũng không phải là bất quy tắc lắm đâu, nó cũng có một số quy tắc không thành văn trong đó. Rồi mình sẽ coi nha, bự đủ chưa ta, đủ lớn chưa, sợ mọi người nhìn không thấy rõ, cho nên là trước sau gì muốn học cái này ok la là phải in sách thôi. Hình như là mình khoảng 250 mình nó mới ok. Rồi chà bá luôn á, quên, mình chỉ cần coi một lần một bảng thôi mà. Rồi vậy là bự thoải mái lên luôn để cho mọi người nhìn. Hai cái cột này á, là cổ chung một bảng, chẳng qua là cái bảng này dài thò người ta cắt ra người ta để lên thôi. Rồi B trước nha, rồi lấy cái thước gạch cho nó thẳng nè, để nhìn như nè, B was were đổi thành been, cái này quen không, quen á, ai học tới bài này là nghe vô là biết liền. Chữ beat hình như là có nghĩa là đánh đánh bại, đánh đập chết luôn nè, beat beat và beaten. Ok, beat beat và beaten nó hay đổi thành cái gốc thành nha, thấy không. Rồi become became become, come rồi came rồi cơm, ăn cơm xong rồi đi ăn kem rồi lại ăn cơm. Ok, begin began begun, cái chữ nào mà y thì a rồi u, lát coi có nữa không nha, đó một dạng nữa. By bit bitten đây, y đôi thần nữa nè, by bit bitten, cột 3 nó hay là thần, cột 2 nó hay là bit ha, nó hay đổi như vậy, by bit bitten. Nãy giờ mình dịch nghĩa tới đâu rồi ta, become là trở thành gì đó, began begin này là mọi người biết rồi, là bắt đầu, bite này là cắn, cắn này ví dụ cắn này nè, đây nè đó, bit là đã cắn và bitten là bị cắn chẳng hạn. Rồi blow là thổi, blow sẽ thành blue, không có blew nha mọi người, blue nha chỉ là blue và blown đó, thổi đã thổi và được thổi hoặc là hoàn thành của thổi chẳng hạn. Rồi đó cũng là một cái đuôi khác nữa nha. Rồi tiếp nè, break, broke, broken, đây lại là đuôi đuôi cần nữa nè mọi người, nó hay đổi thành đuôi cần đúng không, break và broke, broken, cái chữ này mình quen rồi. Tiếp bring, brought, brought, mang theo nè, bring, brought, brought là mang theo, chữ này là brought chứ không phải brown nha, minh chứng luôn. Hồi bữa mình có nói này rồi nhưng mà nói chưa có đủ lắm, nay cái bảng này nó sẽ có đầy đủ nè. Brought này là đuôi dễ sai nè, mình sẽ viết lại cho mọi người nha. Đây bring rồi tới brought, rồi để sức qua đây miếng, lát nữa còn nhiều bạn giống vậy lắm, đâu cho cái chữ nhỏ hơn chút xíu nữa rồi nhỏ lại, bring brought. Tiếp build built built, cái nào đuôi đờ sẽ thường đổi thành đuôi tờ. Ok đó, đuôi đờ đổi thành đuôi tờ, lát nữa coi nha, đó là xây dựng, build là xây dựng. Rồi bạn quen nè, đây thấy quen không, buy bought bought, ok thấy giống này chưa, đó bring brought này, buy thì bên đây cũng là gì, bought được chưa, chỉ là bought, đây cũng tra từ điển cho mọi người thấy vào brought không, thì tới này là bought đó, không có bao nha, bought đó mọi người, bought thấy nó phiên âm không, bot đó, nhìn vậy thôi chứ đọc ngắn ngủn bot vậy nha. Rồi tiếp đây bạn luôn nè, catch thì này là gì, caught caught, nó không phải ou nó au thì cũng là ot luôn nha, catch thì bữa nay sẽ là caught. Ok đó mình tra từ điển cho mọi người coi luôn nha, catch và caught, ai đọc hồi đó giờ đọc cái này cow thì bây giờ bỏ nha, caught thấy không, caught thấy chưa, anh nó còn đọc là court nữa cơ đúng không, anh Mỹ là court thôi,
mình thấy code là đủ mệt rồi vậy nha. Đó, ok, thấy quen chưa? Không phải nào cũng bất quy tắc đâu, thấy đuôi g hờ tờ là bạn quen nhau, hai bạn quen nè. Đó, bạn này quen nữa nè. Rồi tiếp, choose, chose, chosen cũng là đuôi ẩn nữa nè. Thấy nó hay, cái cục ba nó hay ẩn ẩn không? À, choose, chose, chosen. Đó, tiếp theo, đây, này bạn nữa nè. Trên become, became, become hay là come, came và come. Đó, hai bạn này giống nhau nè. Đó, thuộc một đứa là sẽ biết được đứa kia. Rồi, cost, mấy cái chữ ngắn thường là hay để nguyên. Cost, cost và cost. Thì cut, cut, cut. Ok. Cost nghĩa là giá tiền, tốn bao nhiêu tiền. Còn cut là cắt. Ok, cái chữ cut này mọi người quen đó, mọi người hay làm video này kia nó có chữ đó. Do, did và done, cái cột này cái bạn này là quen quá rồi cho nên không nói nữa ha. Tiếp, draw, rồi này có quen nè. Nãy mới gặp phần trên nè. Đây, blow, blue, blown của mọi người nè. Blue nha, không phải là blue nha. Thì đây cũng là gì? Draw và drew và drawn. Được chưa? Đó là vẽ, vẽ tranh. Tiếp nha. I, A, U nè. Đây, hàng I, A, U có đây nè. Thì đây là drink, thì thành drank và thành drunk. Được không? Hơi hơi giống giống nhau. Ok. Đó. Rồi, tiếp theo. Drive, draw, driven. Cũng quen nữa. Hồi nãy giờ là giống như là chu châu chu dần, vậy là drive draw và driven, cái đuôi nó hay vần thấy không, hay ẩn. Rồi eat, ate, eaten, cái này thì là gặp quen nè, ăn gì nè. Rồi tiếp, fall, fell, fallen, đó nó hay vậy lắm đó. Còn fall hay fell thì phải học nha, là té ngã nè. Tiếp, feel là cảm thấy, đó là felt, felt. Cẩn thận hai này nha, hai này rất là hay nhầm cho nên thấy không chắc chắn lật từ điển ra coi liền, lật cái này ra coi liền, không có gì phải sợ. Thì mọi người nói là vậy, tới đi thi sao? Tới đi thi lúc đó là phải thuộc, còn bây giờ mình đang nói chuyện mình học, được chưa? Không lẽ mọi người không học bài sao? Lúc mình học bài là mình cứ lấy ra coi thoải mái, phải coi coi coi, còn nếu mình nhắm chưa thuộc là phải coi nhiều hơn đúng không, phải làm bài nhiều hơn. Tới đi thi là phải thuộc nha. Ừ, chứ đi thi không thuộc còn nói gì nữa. Còn lúc ra nói chuyện với người ta thì sao? Lúc đó mình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng và mình thuộc rồi, được không? Đó, cho nên cái cách mình chỉ là mọi người phải làm cho được, ráng bài tập nè, như lát nữa có bài tập là phải để cái này ra để coi, vừa làm vừa coi đó, tới chừng nào thuộc thì thôi. Tiếp nha, fight, rồi cái góc này đọc là gì, bạn quen đó, fight, fight, fought, fought, được không? Đây viết luôn đi, đây dò từ phiên âm cái đã. Ê, gõ cái gì vậy trời? Gọi chữ phốt thôi chứ gọi chữ phê. Để chưa? Fought. Đó. Fight là đánh nhau, chứ không phải fighting là cố gắng nha mọi người. Fight là quánh nhau, fought là nó đã đánh nhau đó. Rồi nha, một cái tiếp theo. Đi nữa nè. Giờ quen quen chút chưa? Nhanh chút được chưa? Hay là chậm thôi? Find, found, found. Tìm thấy nè. Fly đây. Cái này không có flow mà là flu, và đây là flown, thấy quen không? E rồi O nè là gì? Của cái hồi nãy là draw, drew, drawn nè. Và của cái gì nữa? Của cái blow, blue, blown nè. Đó, giống chưa? Quen đó. Tiếp, forget. Forget, forgot, forgotten. Thì bạn nó nằm dưới luôn mà. Get, got, gotten. Đó, quen. Tiếp, give, game. Rồi, thì này chắc chắn là gì? Given rồi. À, này là mới mới ở trên luôn á, mới đâu nữa nè. Give, gave, given nè. Rồi tiếp theo, giống như eat, ate, eaten vậy đó. Tiếp, go, went, gone. Cái này thì giống như do, did, done vậy đó, quen thuộc quá rồi. Tiếp, grow thì chắc chắn là đây nữa nè, grow, grew và grown. Ok, chút xíu nữa xuống có nữa. Thì trong những cái bất quy tắc này có mấy cái nhóm nhóm nhỏ nhỏ vậy, giống giống nhau. Hang, hân, hân là gì, làm treo lên, máng lên. A đổi thành U, hai cái này U giống nhau luôn nha. Rồi have, had, had, cái này là quen nè, bạn này quen. Have, had là quá quen rồi nha, không có gì phải bàn cãi nữa. Chữ này hear là nghe, nghe đổi thành heard và heard. Rồi hide, hit, hidden, nó giống chữ gì mọi người biết không? Giống như là bite, bit, bitten hồi nãy cắn á, hồi này là giấu nha. Hide, hit là giấu, trốn. Đây by bit bitten đó, thì mình có là hide, hit, hidden
đó là trốn, lẫn trốn, đã trốn và bị trốn, bị giấu đi á. Tiếp hit hit hit, rồi này bà con, với lại hàng khách không có thay đổi gì hết, mấy chữ nhỏ nhỏ nó hay không đổi nha. Rồi hold, held, held nó giống gì biết không? Nó giống bên đây là chữ tell, tone, tone thì đó, nó hay đổi thành cái e với o, nó hay đổi qua đổi lại với nhau. Tiếp chữ hot cũng vậy, không đổi hết, hot 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 luôn. Keep, kept, kept, keep, và này là kept nha, không có keep nha, kept. Chữ y thì đổi thành chữ e, lát nữa đọc nhiều chữ nữa. Rồi tiếp này quen nè, know, new và known, không có đọc chữ k nha, chữ k đây câm hết nha. Rồi leave, rời khỏi nè, left, left, đã rời khỏi. Lend là cho mượn, sẽ thành là lent, lent. Thì đuôi nào tận cùng là đờ, nó sẽ biến thành âm tờ. Ví dụ như hồi nãy có chữ xây dựng á mọi người, build, thành build. Đó, ok. Rồi xong một cái bảng này đó. Rồi nhìn sơ qua cùng với nhau, lát nữa có gì đi kiếm kiếm cho nó dễ nha. Tiếp nè nha, let 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 đó, để cho ai đó làm gì đó, let me see chẳng hạn, để cho, chữ let là để cho, thì chữ này không đổi. Tiếp lie, lay, land, đây là nằm, nằm ở đâu đó, rồi nó sẽ ra thành như vậy. Tiếp light, lit lit, thắp sáng, thắp sáng, light là cái đèn, thắp sáng là lit, ok, quá khứ đã thắp sáng là lit. Tiếp theo lose là mất, lose tới lost, lost, thì mọi người hay quen chữ lost hơn mà chữ lose, này đọc là lose rồi nha. Rồi make rất là quen luôn, đổi thành made đúng không? Rồi chữ mean, chữ này lát nữa nó có cũng có đặc biệt một chút. À không không, chữ này không có. Mean, mint, mint. Đó, được thêm tờ vào là có nghĩa là mid. Vậy là mad, mad giống như là keep, keep, keep hồi nãy, đọc là chữ y thì đổi thành chữ e. Rồi pay, pet, pet. Không phải nha. Nhà pay đọc là paid. Ok, pay thì đọc là pay. Lát nữa nó có một người bạn, bạn của nó là chữ say. Đây, này là say, set, set, nhưng mà nó là pay, pet, pet nha. Rồi put, 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 put nè. Cái này rất là đơn giản đúng không? Chữ put không đổi như chữ cut vậy đó. Còn chữ read thì ba chữ viết giống nhau nhưng đọc khác nhau. Read, read, read. Tại sao? Nó giống cái thằng mà meet, met, met ở trên đây nè. Nhưng mà chữ read giờ bỏ chữ e hay bỏ chữ a đâu được đúng không? Giờ bỏ chữ a ra nó thành chữ red màu đỏ là sao? Nên người ta là thành như vậy. Tại sao lại có cái bảng bất quy tắc kỳ cục mà ngồi nghe nãy giờ nó mệt dữ trời. Tại vì người Anh hồi xưa người ta quen nói vậy á, cho nên bây giờ mình phải làm theo. Mình không đổi được, người ta cũng không đổi được. Bây giờ mà người ta đổi là người ta phải đổi hết sách vở, văn học, các thứ luôn. Người ta không đổi một lúc liền được. Muốn đổi cũng phải xa, lâu lắm nữa mới đổi. Nhưng mà chắc là không đổi đâu. Tại vì giờ nó đã là như vậy rồi. Đổi là phải đổi hết luôn. Cái động từ là một câu chuyện rất là lớn. Drive, drove và ridden là lái xe. Thì nó giống hồi nãy nó có gì? Drive, drove và driven ở bên đây nè. Đó, đây bạn nó nằm đây nè, drive, drove và driven nè. Thì nhớ là ride, road và ridden. Ring, rang, run này nó giống cái gì bên đây? Nó sẽ giống thằng bạn của nó, drink, drang, drun ở bên đây nè. Bà con không hả? Nhìn hồi nó quen rồi mọi người. Đọc hỏi quen, không có gì làm bài riết là mình sẽ đoán ra được à. Rise, rose và reason chắc chắn luôn. Đuôi là dần. Run, rang, run. Ok, cái này nó sẽ giống như gì? Giống cơm, kem, cơm hồi nãy vậy đó. Nó tương tự vậy. Rồi, see, saw, seen. Con này là một mình nó. Ít thấy giống. Sell, sold, sold. Bà con với nó là gì biết không? Bà con có nằm dưới đây nè. Tell, tone, tone. Không phải theo này. Theo này. Tell, tone, tone. Sell, sold, sold là bằng với lại tell, tone, tone. Lúc nào nó cũng sẽ có một đứa gần gần giống như nó. Tiếp nè. Send. Sender đúng không? Đổi thành sent. Cái đuôi đờ sẽ đổi thành đuôi tờ. Nó sẽ giống như chữ gì bên đây? Nó giống như chữ land. Đây. Lantern, lender đó thành lantern là cho mượn nè. Với lại chữ gì? Chữ build. Đó, nó sẽ giống giống nhau vậy. Rồi, shine, shone, shone. Đây là nắng, chiếu sáng. Ra hai cái này giống nhau. Tiếp, shoot, shot, shot. Dễ không? Bắn súng, bắn cái đùng á. Show, showed, show. Có thằng này là ngược nè. Này tự dưng thêm đi được rồi, thêm luôn đi. Không, nó phải có chữ show này nữa mới được. Chán lắm luôn á. Rồi tiếp, sách, sách, sách. Ừ, thôi thà như này đi. Sing, sang, sân. Nó giống ring rang rân ở bên đây không? Đó. Ok, giống như ring rang rân ở bên đây nữa nè. Đó, bà con không à. Sit, sat, sat. Rồi, ngồi hai kiểu. Ra một kiểu rồi. Sleep, slap, slap. Nó giống gì? Giống keep, kept, kept ở bên kia vậy đó.
Speak spoken giống như là chu châu chosen, break broke broken đó giống nhau nha. Đây spend nữa nè, spender đó thành spent đó. Dòng dòng nó có mấy kiểu đó thôi chứ không phải bất quy tắc là mạnh nào nấy làm, không có chuyện đó nha. Sắp hết rồi nè mọi người, thấy chưa? Stand stood stood đây, stand stood stood thì dưới đây có understand là understood nữa nè, giống nhau. Tiếp steal stole stolen nó giống chu châu chosen và giống với lại speak spoke spoken. Ok rồi, swim swam swum thì chắc chắn rồi, tại vì là giống như gì, y đổi thành a đổi thành u là drink drank drunk hồi nãy đó, thì nó đỡ ra đây à chứ không có gì hết. Rồi take took taken thì quen quá rồi. Rồi tít đó, đây tít thì đó là gì, thought thought. Rồi viết cho thêm một bạn nữa, đây bạn khó nhớ rồi nè, đây bye bye bot rồi, là khách khó khó phai phớt phớt rồi, tới tít rồi, tới gì thought đó nhớ nha. Những cái gh tờ này đọc giống nhau, có cái nhóm nó lạ lùng sủng nên mình viết ra ngoài đó, tít thought rồi đó ha. Xong rồi tới gì đây nữa, tear tore torn cũng quen lắm, thật ra không có lạ gì đâu, đuôi torn này nó rất là bình thường. Tiếp theo thon thon có rồi đúng không, nói đúng không, think thought thought. Rồi đây đem qua đây nữa, cái cột khó nhớ mình đem ra riêng, bởi vì sao, mấy cái khác mọi người có thể đoán được, còn mấy cái này mà hồi mọi người đọc thao rồi tùm lum hết trơn á, thao rồi bao rồi tao rồi tùm lum hết trơn, cho nên phải đem cái cột đó ra riêng thôi. Rồi tiếp theo wake woke woken nó giống là gì, take took took taken không, đấy wake woke thì ra woken, đuôi cần rất quen rồi. Where war won nó giống gì, tear tore torn nè, đó hai này giống công thức nhau nè. Win won won này cũng rất là quen nè, win mắt đó. Rồi write row và return, rồi cột này cũng rất là quen luôn, quen không, nhìn vòng vòng nó có mấy cái đó hả, không có nhiều đâu. Học rồi bây giờ nếu thấy chưa quen thì lát nữa nhìn lại học bài làm bài nó sẽ quen. Bring brought làm lại cái này à, buy bought cat caught fight fought teach taught think thought. Rồi có cái này nhớ đọc cái này là odd thôi. Bây giờ mình sẽ đi làm bài nha, cái bảng để đây để lát nữa tra từ điển nha, để dành đây không có đem dẹp đâu hết, không cần phải che đậy gì hết trơn, mới học mà nha, cứ làm giờ nào thuần thục thì bắt đầu mới che bảng, rồi che che bớt từ từ được chưa, tới ngày đi thi tới khi cần nói là nói được hết. Còn kiểu như là bây giờ mình không dùng hết cái bảng thì cũng đâu có sao đâu đúng không, mình biết một số từ mình cần là được rồi, cái nào không có mình đi tra, nào không biết nếu như mà ngày đi thi người ta cho ra chữ mà nhầm chữ đó nó mình không biết thì cũng chịu thôi. Cái bảng này thực ra là sao, bảng cơ bản thôi, cái bảng này nó còn rất là dài chứ không phải chỉ vậy thôi, nhưng mà mình học cơ bản, mình cho phép mình biết ít tới đó là đủ. Giờ vô làm bài nè, viết dạng passive đó, passive simple. Giờ vô viết nè, make viết thành made, coi coi mọi người viết đúng không nha. Rồi bắt đầu mọi người làm bài tập thử nha, tự viết thử coi là như nào. 100 thôi, 200 đi, zoom bự lên để mọi người làm. Ủa là bự dữ chưa vậy, chưa thấy bự dữ, thôi kệ để 210 thử, không 210 cũng đâu thấy lớn, 220 mới lớn. Rồi ok tạm thời là ở đây nha. Bây giờ mình sẽ viết cái passive, participle cái verb này vô, make made quen không, quen nha, giờ phải viết được nha. Cut cut get thành ra gì, rồi vậy cái này sẽ là gì, get got chữ kia của nó luôn là gì, gotten, nhớ không, không nhớ lật bảng nha. Rồi mọi người tập làm trước đi, xong rồi Trinh sẽ sửa bài sau, chỗ nào quên thì cũng lật, thực ra Trinh cũng lật vậy, lâu lâu mình không chắc thì mình lật thôi, đâu có gì đâu đâu. Get got got à, thì chỗ này get got got được và get got gotten cũng có luôn nha mọi người. Rồi tiếp theo bring, bring gì có nhớ không, hồi nãy viết ra có bảng cho mọi người đó, mọi người viết đúng không, có thể tắt video đây để làm bài, đây mình sửa bài luôn nha. Bring brought, brought chữ kia cũng là brought. Pay gì, pay paid, ok rồi cái chữ kia cột 3 cũng là paid luôn. Enjoy thì sao, enjoy có trong bảng không, không enjoy không có nha, enjoy là thêm đi nha. Buy đổi thành gì, buy thành bought nha. Sit đổi gì, sit sat nha. Leave trở thành gì, leave left nha. Happen, happen nãy giờ trong bảng đó của mình có happen không, không có nha, happen thêm đi vô nha. Rồi tiếp bên đây here đổi thành gì, hurt, đọc giống chữ here lắm, có thể tính đọc here the nhưng không, đọc hurt nha. Put,
put là put luôn. Catch, bạn quen nè, bạn được ra bảng riêng nè. Caught. Watch thì sao? Nãy giờ trong từ điển đó không có chữ watch, mà trên watch him đi. Watch. Understand không có, là giờ là understood. Không có thêm đi á, thì giờ trong cái bảng understood. Rồi lý do tại sao Trinh làm được này tại Trinh thuộc, còn mọi người chưa thuộc thì là tra cái bảng này từ từ làm không sao hết trơn á nha. Rồi ok, tiếp theo để Trinh nói lại nha, cái chữ get got gotten này có chữ gotten chứ phải không có, mà tại vì á là ở đây nó viết một dạng thôi chứ gotten cũng có mọi người. Rồi ở dưới đây thì nó có một số chữ đặc biệt, nhưng mà thôi kệ nó đi. Đặc biệt có nghĩa nó viết hai kiểu được, viết ID được mà thêm bất quy tắc cũng được, mà kệ nó đi, có cái nào cũng đúng thì mình làm sao cũng được mà. Rồi bây giờ viết past simple và cả past participle của cái này luôn, tức là cái gì cũng viết giống ở trên này là hoặc thôi, còn như là viết hai cái luôn nha. Break, broke, broken. Begin thì có gì? Began. Và be gì? Begun. Ok, it có gì mọi người? It có ate và eaten. Ai quên dò từ lại nha. Rồi drink có drank và drunk. Y đổi thành A với U nè. Drive sẽ đổi thành gì? Drove và driven. Ok. Run thì đổi thành gì? Run, ran. Run. Run, run, run đúng không mọi người? Đâu tra cái bảng lại coi. Sao thấy nghi ngờ bản thân quá vậy ta? Rồi, run có không? Có, chắc chắn có không bạn này? Run, 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 đúng nè. Speak, spoke và spoken. Write đổi thành wrote và written. Rồi tiếp, come đổi thành came và come. Know đổi thành knew. Ui, 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 sao viết không được vậy? Và know này. Ok, có một cái mình hơi băn khoăn nữa để mình tra lại cái nữa nha. Chữ wrote với chữ written này có viết double lên không ta? Có viết double lên không? Có double lên nha. Ok, written có double chữ T lên. Rồi tiếp, take, took và có taken. Go thì sẽ có gì? Go sẽ có went và có gone. Nếu ai học bài này thấy mệt quá có thể bỏ qua. Give, gave và given. Ở đây người ta dạy mình này để mình chia được nhiều trường hợp. Còn nếu như mà mọi người muốn học câu thôi thì học như bình thường được không sao. Throw và through và thrown kiểu này là quăng nó đi á. Đâu rồi, throw nó nằm đâu rồi? Đây, throw giống no, new, no vậy đó. Forget thì có forgot, y viết lộn chữ rồi. Forgot và có forgotten. Forgotten có double lên không ta? Sao nhìn nó nguy hiểm vậy ta? Đây có forgotten ở đây. Rồi cứ cái bảng này mà xài vậy thôi. Bài này có như vậy thôi đó. Rồi tiếp nha. Rồi giờ nó đã check coi mình có biết cái bảng này chưa, mình có hiểu cái bảng này xài sao chưa. Nó đã check xong rồi, mệt mỏi thì chứ. Giờ nó sẽ cho thành câu. Ôi hên quá có câu rồi. Rồi làm câu nha mọi người, đỡ chán rồi đó. Mọi người thấy không, học ngữ pháp mà chỉ học cái công thức, cái bảng này kia không thôi mệt chết rồi được. Có câu phải mới đỡ nè. I wash my hands because they were dirty. Tôi đã rửa tay bởi vì chúng rất là dơ, đúng không? Wash thêm đi. Somebody has broken this window. Có ai đó đã làm vỡ cửa kính này. Rồi ok, mình làm tiếp nha. I feel good. Tôi cảm thấy rất là tốt bởi vì tôi đã ngủ rất là tốt vào tối hôm qua. Thì phải chia sleep thành quá khứ. Sleep quá khứ là gì? Ai chưa nhớ? Đây chữ sleep nằm đây nè. Ok, mình không có khui ra, mình sẽ điền xong rồi mình mới khui ra nha. Mình điền chữ slept. Because I slept very well last night. Phải không? Sleep, slept nè. Đó, đã ngủ. Hai cột giống nhau. Cứ để cái bảng đó để kiểm tra không sao hết nha. Rồi, we, cái gì, see, cái gì, yesterday. Chúng tôi đã xem một bộ phim rất là hay vào ngày hôm qua. Hôm qua rồi. Vậy là saw, see, saw. Đúng không? Nè, đây nè, see nè, saw nè. Rồi thôi làm đại nhanh nha. Cái nào không biết mới check nha, cái nào biết thôi. It rained a lot while we were on holiday. Trời mưa rất nhiều khi chúng tôi đi nghỉ. À, trời đã mưa rất nhiều khi chúng tôi có kỳ nghỉ. Rain. Nãy giờ rain không có trong bảng đó. Rainy day. Rained. It rained a lot while we were on holiday. Mọi người cứ đọc lại
những câu mình đã làm rồi mà mình cứ đọc đi đọc lại để làm chi. Mai mốt á, không cần cái bảng này nữa, chỉ cần nhìn vô câu đó nghe vô là biết nó không đúng rồi. Ví dụ như là we saw, mọi người nghe là we seen là hết tào lao rồi, tại vì chỗ này không thể nào seen được. Muốn seen phải là have seen, chứ làm sao mà chữ seen đứng mình được, đúng không? Hoặc là we are seen, chúng tôi đã được nhìn thấy chẳng hạn đó, chứ làm sao mà chữ seen đứng mình. Mọi người cứ đọc, nghe lời mình, cứ việc đọc một cái câu hoàn chỉnh, câu nào đúng đọc lại nhiều lần, dần dần nó sẽ thói quen, có cái quen thói quen đúng, mình đọc vậy đúng hoài luôn. Coi nó là giờ này nó mới ngóc cái đầu vậy. Hey Hey, dễ thương ơi. không ai sướng như con luôn á. I have cái gì my bag, tôi đã mất cái bag của tôi rồi. Lose đổi thành lost. I have lost my bag. Have you seen it? Bạn có thấy nó không? Này có have rồi nè thì đừng dùng seen được. I've lost my bag. Have you seen it? Đó, trời ơi, vô đúng liền, hoàn toàn hoàn thành. Tôi mất cái túi tôi rồi. Hồi nãy giờ bạn có nhìn thấy nó không? Rồi, những câu này là những câu Trinh đã thuộc và dùng thường ngày, cho nên là chắc chắn là chia đúng. Còn mấy câu sau này dùng thường không, để coi nha. Rosa bicycle was, rồi, thường luôn. Mọi người cũng quen luôn rồi đó, tại vì bài mấy bài này học rồi hết rồi nha. Rosa bicycle was stolen, cái chiếc xe bạn này đã bị trộm vào tuần rồi rồi. Ok. Rồi, ai cái gì goes to bed early. Tôi đã đi ngủ sớm bởi vì tôi rất là mệt. I went to bed early because I was tired. Tôi mệt cho nên tôi đã đi ngủ sớm vào tối hôm qua. Toàn là những câu dùng được không? Trong đây không có câu nào mà con người không nói, con người nào cũng nói những câu này rất thường ngày. Rồi, bạn đã xong bài tập chưa? Have you finished your work? À, xong mình cứ làm cái này bài tập hoài vậy trời ơi. Bệnh nghề nghiệp. Have you finished your work? Bạn đã xong công việc của bạn chưa? Have you finished your work yet? Sếp hỏi xong công việc chưa? The shopping center was cái gì? Đã được xây dựng. Builder thành builder, chữ đờ thành chữ tờ. Ok. Nè, nó nằm ở bên đây nè. Đây, build đây. No. The shopping center was built about 20 years ago. Cái trung tâm thương mại này đã được xây dựng 20 năm trước. Rồi, and cái gì? À, and học lái xe khi cô ấy 18 tuổi. Rồi, chữ lên này có hai kiểu viết á. Dạ. Rồi, learn này như viết được hai kiểu. Muốn thêm đi thì lên. Thì thêm, muốn thêm tờ thì thêm thì phải. Learned. Để coi nha, đây có không? Đây nó nè. Learned hoặc là learned này đều được. Rồi, and learned to drive when she was 18. Bạn này đã học lái xe khi bạn 18 tuổi. I've never, tôi chưa bao giờ cưỡi con ngựa bao giờ, thì mình sẽ là ridden. Ok. I've never ridden a horse before. Ê xí nha, cái chữ reading này sao nghi ngờ quá. Có gấp đôi lại không ta? Right, row, reading. Có gấp đôi. Có gấp đôi chữ đi lên, reading. I've never ridden a horse. Tôi chưa bao giờ cưỡi ngựa trước đây. Tôi thì cưỡi rồi nha. Hồi nhỏ đi Đà Lạt cưỡi ngựa nha mọi người. Thì trả lời là I've, thì bỏ chữ never ra thôi. Julie is a good friend of mine. Bạn này là một bạn tốt của tôi. Tôi đã biết cô ấy. Rồi, đổi thành chữ know này. Đã biết for a long time, một thời gian dài rồi. Know đổi thành known. Nó có chữ N phía sau. Bình thường mọi người đọc chữ này là giống chữ know này đúng không? Giờ mọi người đọc vậy nè. Known. Đừng có known nha. Đừng đọc thành chữ known ghê. Known. Thì cái chữ này thực ra phiên âm chữ known là nó không đúng. Nó là phải là known. Ok, bình thường chữ này đọc là know chứ không phải là no đâu nha. Không phải no như con chó no đâu. Đó, này cũng vậy. Này cũng lẽ lẽ là phải đọc là no nó mới đúng á. Rồi, tiếp theo. Yesterday tôi đã làm gì và tôi té và tôi đau cái chân. À, yesterday I fall, đổi thành I fell. Yesterday I fell, hôm qua tôi ngã. And hurt, chữ hurt để nguyên, my leg. Tại vì đau thì lúc nào nó cũng đau giống nhau. Ok, xong, câm chuyện. Mấy câu này hữu dụng quá nè, nhớ đọc lại nha. Toàn là bạn quen không à, ít nhất đã gặp một lần ở đâu đó rồi. Tiếp theo, cái này vừa phải chọn chữ mà vừa phải điền vô, vừa phải chia thì lại. I've made some coffee, would you like some? Tôi làm cà phê rồi, bạn uống cà phê không? Tiếp, have you told about những gì? Bạn có nói với John về công việc mới của bạn chưa? Have you, đây có chữ nói không? Tell. Ở đây mình sẽ dùng chữ told, mình không dùng tell told, mình không dùng chữ speak. Rồi, nói chuyện cho ai nghe? Kể ai á? À, ok, chữ này bây giờ mình sẽ dịch là kể nha. Đó, mình dịch là kể, nó hợp lý hơn. Đó, kể.
Chứ nói là khi mình nói gì đó, dù như nói tiếng Anh, nói tiếng Pháp thì mình dùng chữ speak. Còn kể thì mình sẽ dùng chữ told. Rồi, have you told John about your new job? Bạn kể cho John nghe về công việc của bạn mơ, công việc mới của bạn chưa? We play basketball on Sunday. Chúng ta chơi cái môn basketball này vào chủ nhật. We didn't play very well, but we chúng tôi không có chơi rất là giỏi, nhưng mà chúng tôi đã thắng hả? Chơi không giỏi nhưng mà thắng hả? Ok, thắng thì thắng. Rồi. I know Gary. Tôi biết Gary, but I've never cái gì his wife. Tôi biết ông này nhưng tôi chưa bao giờ gặp vợ ổng hả? Have never met. Rồi mình để chữ met. Không đúng, lát mình đổi có gì căng. Ok, nhưng mà tôi chưa bao giờ gặp vợ ổng. I have never met his wife. Meet met met nha. We were cái gì by loud music in the middle of the night. Chúng tôi bị đánh thức. We were woken up. Bị đánh thức nha. Rồi, woken up by loud music in the middle of the night. Chúng tôi đã bị đánh thức bởi cái âm nhạc to đó vào giữa đêm. Ra đấm xịt mất mũi nó cho mình. Mình ghét ai vậy đó. Stephanie jumped into the river. Stephanie đã nhảy vào dòng sông và cái gì qua cái bờ bên kia. Và swam hả? Rồi nó đã nhảy xuống dòng sông và nó bơi qua bên kia rồi. Sao nó hay dữ vậy? Ok. Stephanie jumped, không biết phải đọc Stephanie không? Stephanie jumped into the river and swam to the other side. Nhảy xuống sông xong bơi qua bên kia luôn. Tiếp theo sẽ có gì? Did you like the film? Bạn có thích cái phim không? Yes. Tôi nghĩ nó rất là hay à. Rồi mọi người đọc chữ đó đi. Chữ đó là gì đó? Thought nha. Ok, nó là thuộc dạng bảng đặc biệt được kê ra riêng ở đây. Think thought. Yes, I thought it was very good. Nó nằm đây nè. Rồi. Many different languages are cái gì? Rất là nhiều ngôn ngữ được nói. Speak, spoke, spoken. Rất là nhiều ngôn ngữ được nói ở Philippines, giống như là dân tộc Việt Nam vậy đó. Nhưng mà của Philippines mình nghĩ là cái số lượng nó lớn hơn. Dân tộc Việt Nam thiểu số thì ít hơn người Kinh đúng không? Cho nên người ta mình dùng tiếng Kinh là chủ yếu. Còn Philippines đó thì là mỗi một nơi nó sẽ nói một cái tiếng khác nhau luôn. Đó, nó ít cái tiếng hơn mình nhưng mà nó được số người sử dụng rộng rãi hơn. Cho nên bên đó người ta dùng tiếng Anh là chủ yếu. Cho nên giáo viên Philippines người ta giỏi tiếng Anh, qua Việt Nam người ta dạy là vậy đó. Ở bển là cái gì cũng bằng tiếng Anh hết, đi học là bằng tiếng Anh luôn. Nó phải dùng như vậy. Tại vì nó không có tiếng nào mà nó phổ biến giống như tiếng Kinh của Việt Nam, của quốc gia đó. Many different languages are spoken in the Philippines. Đó, rất nhiều tiếng được nói ở nước Philippines. Our holiday, cái gì? A lot of money because we stay in a cái kỳ nghỉ của chúng tôi. À, đã tốn rất là nhiều tiền. Bởi vì chúng tôi ở trong một cái khách sạn đắt tiền. Ở chi rồi than. Our holiday cost a lot of money because we stayed in an expensive hotel. Đó, ok. Còn mình ngược lại, kỳ nghỉ chúng tôi không có tốn tiền bởi vì chúng tôi không có sống ở trong cái khách sạn mắc này. Trời ơi, được hết. Mấy câu này cũng toàn mấy câu được xài không mà mọi người, không có câu nào bỏ hết trơn á nha. Have you ever cái gì very fast car? Bạn có bao giờ lái một chiếc xe? Have you ever driven a very fast car? Bạn có bao giờ lái một chiếc xe mà chạy quá trời nhanh chưa? Ok, nãy giờ còn mấy chữ vậy? Chữ cost hồi nãy có rồi. Chữ wake up cũng có rồi, mình chưa gạch thôi. Speak là nãy có rồi luôn. Vậy là còn chữ sell với chữ fly thôi nha. All the tickets for the concert were sold. Ok. Tất cả các vé cho cái buổi hòa nhạc này đã được bán very quickly, thật là nhanh luôn. All the tickets for the concert were sold very quickly. A bird thì sao? Con này nó bay hả? The bird flew through the open window while we were having our dinner. Có một con chim nó bay xuyên qua cái cửa sổ đang mở trong khi chúng tôi đang ăn tối. A bird flew in through the open window while we were having our dinner. Ok. Tưởng là cửa đóng nó bay vô là nhậu luôn rồi. Ok, xong rồi nha. Hết bài từ vựng bất quy tắc này. Khó nhớ đúng không? Khó thật. Nhưng mà đã chơi trò chơi ngữ pháp thì phải nhớ. Và mình nghĩ là cứ học từng câu như vậy đi là mọi người sẽ nhớ được một cái lượng từ khá là lớn. Mình nói rồi, không có ôm cái bảng này học chay rất là mệt mỏi. Mình học câu, mình học được câu này nó có lợi không? Có lợi. Tại vì mình thấy là khi mà mình học tiếng Trung Quốc có mọi người, tiếng Trung thì nó khác tiếng Anh.
nhiều thứ nó không có biến đổi như vậy. Tiếng Trung nó khá giống tiếng Việt. Nhưng khi mình học cái đó, người ta có một quyển gọi là 301 câu đàm thoại. Trong đó nó dạy cho mình nhiều câu. Và khi mình thuộc được một câu hoàn chỉnh và mình biết nghĩa câu đó hoàn chỉnh, mình nhớ nó lâu, mình nghĩ cách đó nó tốt và mình áp dụng với tiếng Anh giống như vậy luôn. Thì khi mà mình nói một câu nó hoàn chỉnh, ok mình hiểu nghĩa, mình để vậy mình xài luôn. Khi những câu mà nó có ích như vậy rồi, cứ việc đọc cho nó quen, đọc sao cho nó thật là trôi, tới nỗi là mình chỉ cần nhớ tới cái nghĩa thôi là mình nói được một câu đó. Cho dù nó mất một vài chữ đi chăng nữa thì nó vẫn tốt hơn một câu mình tự làm nó không đúng, đúng không nào? Rồi nè, ráng lên ha. Có hai cái này là được 14 câu, 12 câu, 16 câu có nghĩa, rất là hữu ích. Thì ráng lên, bữa sau mình sẽ tiếp một bài, bài hôm sau thì nó theo mình thấy là đơn giản thôi, không có quá khó. Ok, rồi bye bye mọi người ở đây nha. Ráng học mọi người nha.